ta, nhằm để cứu độ chúng ta, và cái tương lai như niềm hy vọng của Chúa Giêsu đã được sự sáng tỏ trong niềm tin và trong tình mến của Ngài cả nơi thiên cha và hết lòng để yêu mến đối với con của chúng ta, thì điều đó mời gọi chúng ta, cái khích lệ chúng ta hôm nay đừng có nản lòng và đừng có ngại khó sợ hy sinh, bởi vì biết rằng trong niềm tin và tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ không phải sợ bất còn. Trong niềm tin và tình yêu của Chúa, mình cố gắng để sống hết lòng vì yêu thương, vì muốn đáp lại tình yêu của Chúa và muốn xây dựng sự nghiệp giống như luôn nhớ rằng ở đằng sau đó là có
và ơn Chúa vẫn luôn luôn đủ để cho chúng ta có thể đạt đến sự phục sinh đó. Cho nên ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết can đảm, can đảm lên để dù mọi tội lỗi, can đảm lên để trở về với Chúa, can đảm lên để hòa nhạc với anh chị em của mình, bất mình để trở về với Chúa, trở về với Chúa ta, trở về với một khi âm thanh để chúng ta được sống bình an, sống hạnh phúc. Từ đâu nó chỉ là cái khát vọng của con người chúng ta, nhưng mà bài tin mừng ba bài đọc thứ nhất trên trong thần sách cổ sử Ezekiel thì chúng ta thấy từ ngày xưa thì đó là điều mà Thiên Chúa đã thực hiện và ngày đã nỗ lực rất lớn, rất lâu dài để ngày thực hiện cái điều đó, cái điều mà hướng đưa con người ta tới ngũ độ. Bởi lẽ khi Chúa dựng nên con người là ngày dựng nên với tất cả tình thương, và vì tình thương đó nên ngày chỉ muốn chúng ta được sống và được hạnh phúc, được sung hợp. Ngày muốn chúng ta sống ở đời này trong yêu thương nhau, trong sự thân thiện, để rồi cũng sẽ đạt tới hạnh phúc nước trời trong một khi sung hợp, sung hợp với Chúa và với thân chị em của mình trong sự thân thiện yêu thương để bảo đảm hạnh phúc trọn đầy và ấm lượng. Đó là điều Thiên Chúa, cho nên chúng ta nghe những hoạt động, những nỗ lực của Chúa khi mà cho Chúa đang rải khắp nơi, như là trong những cảnh lưu đày, những đầy khác, nơi này nơi khác, thì bởi lẽ ơi đến ngày gì rằng chúng ta không thể sống một mình, chúng ta không thể sống cách biệt và không thể tách biệt nhau vì mặc thù và nghe được. Cho nên Chúa quy tụ chúng ta lại để chúng ta được sống trở thành một dân duy nhất. Do đó không phải là dân này dân nọ dân kia, dân vàng dân trắng dân đen, mà là dân Chúa. Dân Chúa thì đúng hơn là con cái để rồi chúng ta sống với nhau, ngày thanh tẩy chúng ta khỏi những vết nhơ của tội lỗi, những ảnh hưởng của những thời lưu đày, những cái thời mà chúng ta bị có gì tội lỗi, bị ma quỷ, bị chế gian và bị xác định cái lối của chúng ta nữa. Cho nên Chúa muốn thanh tẩy để tái tạo cho chúng ta một đời sống mới, rồi thiết lập một cái mối tương nhau tốt đẹp giữa ngày của chúng ta, nhưng lại tái tạo lại vì tội lỗi, vì những cái hận thù và những cái cách này cách khác làm cho chúng ta xa nhau, làm cho chúng ta xa nhau, thì chúng tái tạo cái mối tương nhau đó để chúng ta được sống với Chúa và với nhau cho nó đậm thắm yêu thương hơn. Và rồi khi Chúa xác định để làm cho chúng ta được trở Kitô hữu là không thể nhiệm màu của Đức Chúa.
thật là mạnh mẽ và kiên trì nhẫn nại của Chúa.
cho nên chúng ta cũng hiểu được